Sáng ngày 12 tháng 11 năm 2021, nhằm ngày 8 tháng 10 Tân Sửu, tại chùa Kim Sơn đã trang nghiêm diễn ra hội nghị tổng kết công tác Phật sự của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Nông Sơn nhiệm kỳ 2 2016-2021 và công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban trị sự nhiệm kỳ 3 2021-2026. Quang Lâm chứng minh và chỉ đạo hội nghị có Chư Tôn Đức lãnh đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chư Tôn Đức Tăng Ni đại diện lãnh đạo chính quyền, cư sĩ Phật tử, gia đình Phật tử huyện Nông Sơn tham dự. Đại Đức Thích Trúc Ngộ, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Nông Sơn, Trưởng Ban tổ chức hội nghị phát biểu khai mạc cho biết, Nông Sơn là một trong những huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam được chia tách đơn vị hành chánh từ huyện Quế Sơn vào năm 2008. Sau khi chia tách huyện, giáo hội đã tiến hành thành lập Ban trị sự Phật giáo huyện Nông Sơn, đến nay đã trải qua hai nhiệm kỳ và đã thực hiện thành công không ít Phật sự đáng kể. Đại Đức nhận định. Và tăng ni Phật tử Việt Nam Sơn đã không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt các công tác Phật sự đã đề ra, góp phần xây dựng và phát triển ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh trên tinh thần viên sanh vô ngã, phục vụ chúng sanh, trang nghiêm giáo hội. Tại hội nghị, sư cô Thích Nữ Tuệ Nghiêm, phó ban kiêm chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo huyện Nông Sơn báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2 2016-2021 và trình bày phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 3 2021-2026. Theo bản báo cáo, toàn huyện Nông Sơn chỉ có 6 ngôi chùa với 7 tăng ni điệu chúng đang tu học và hành đạo tại các cơ sở, có khoảng 2.000 tín đồ sinh hoạt thường xuyên vào các ngày sóc vọng hàng tháng, tổ chức đạo tràng tu tập, hàng năm tổ chức trang nghiêm các ngày lễ truyền thống của Phật giáo như Đại lễ Phật Đản, Vu Lan, lễ cầu nguyện quốc thái dân an, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, có đông đảo Phật tử trong toàn huyện về tham dự. Nổi bật nhất là công tác từ thiện xã hội, tặng quà cho người khó khăn, tặng cơm cháo tại bệnh viện, hỗ trợ nhu yếu phẩm, rau củ quả cho bà con vùng dịch với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng. Công tác trùng tu xây dựng cũng được chú trọng. Nhiều chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ mới được Ban trị sự Phật giáo huyện đưa ra như xin thành lập đơn vị trực thuộc tại các địa phương có đông tín đồ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, mở khóa tu và lớp học giáo lý, thành lập các đơn vị gia đình Phật tử, câu lạc bộ thanh thiếu nhi Phật tử, duy trì các đạo tràng bát quan trai, đạo tràng niệm Phật, khóa tu ngày an lạc, khóa tu mùa hè tại các chùa trong huyện, đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội. Dịp này, Chư Tăng Ni và Phật tử huyện Nông Sơn có nhiều nỗ lực đóng góp trong công tác Phật sự, đã được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trao tặng bằng tuyên dương công đức cho 3 tập thể và 7 cá nhân. Ủy ban nhân dân huyện tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân. Tại hội nghị, Đại Đức Thích Viên Quán, Phó Thư ký kiêm chánh văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Nông Sơn nhiệm kỳ 3 2021-2026 gồm 4 ủy viên thường trực và 10 ủy viên do Đại Đức Thích Trúc Ngộ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ trưởng ban, Sư Cô Thích Nữ Tuệ Nghiêm làm phó ban kiêm chánh thư ký và Sư Cô Thích Nữ Đồng Châu làm phó ban kiêm trưởng ban hướng dẫn Phật tử. Quyết định do Hòa Thượng Thích Thiện Thành, Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam ấn ký. Đại diện chính quyền bà Tào Thị Tố Điểm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Nông Sơn phát biểu và tặng hoa quà chúc mừng tân Ban trị sự nhiệm kỳ mới. Thay mặt Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Hòa Thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp huyện, Ban đạo từ 8 tháng công đức Ban trị sự Phật giáo huyện Nông Sơn nhiệm kỳ qua đã hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự đã đề ra. Hòa Thượng nhận định, thành quả mà Ban trị sự Phật giáo huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là một sự cố gắng không nhỏ của toàn thể tăng ni Phật tử huyện Nông Sơn. Phật giáo tại huyện miền núi xa xôi này, nhân sự mỏng nhưng toàn là những nhân sự trẻ có nhiệt huyết với đạo Pháp. Dẫu biết con đường Phật sự phía trước còn rất nhiều khó khăn, kỳ vọng sẽ vượt qua và đạt nhiều thành quả hơn nữa. Hòa Thượng, Phó Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh còn gửi lời cảm ơn đến các cơ quan chính quyền huyện trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi để Phật giáo huyện miền núi Nông Sơn phát triển. Mong rằng thời gian đến, các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm và giúp đỡ, đặc biệt xây dựng trụ sở văn phòng giáo hội huyện và thành lập thêm những cơ sở trực thuộc có nhu cầu.